Chí Tôn Chiến Thần, Giang Sách. Chương 846, một người phụ nữ hai. Cô ta đã nói với Đinh Hồng Diệu rằng, chỉ cần Đinh Hồng Diệu mở miệng, đồng ý trở thành người tình bí mật của Bành Á Linh, vậy thì cô ta sẽ sử dụng mạng lưới quan hệ của nhà họ Triệu để kéo anh ta ra khỏi nhà tù. Không những thế, cô ta còn giúp anh ta ngồi lên vị trí gia chủ. Nhưng Đinh Hồng Diệu lại từ chối. Thứ nhất, anh ta vẫn kiêng kỵ cậu cả nhà họ Triệu Thứ hai, Đinh Hồng Diệu có lòng tự tôn cực kỳ mạnh mẽ, anh ta không cho phép bản thân dựa dẫm vào một người phụ nữ để ngồi lên vị trí gia chủ. Cuống Hồ, anh ta hoàn toàn không thích Bành Á Linh. Sau đó, anh ta và Bành Á Linh không còn liên lạc gì nữa. Nhiều năm như vậy, Bành Á Linh luôn sống trong căn biệt thự sang trọng của cô ta, nhưng thời gian dần trôi qua, Bành Á Linh cũng ngày càng lớn tuổi, cô ta đã hơn 30 rồi. Nếu cứ tiếp tục như này, cô ta sẽ khó mà giữ được vẻ ngoài của mình. Một khi cô ta trở nên già nua xấu xí, có lẽ cô ta sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Nỗi sợ hãi về tương lai, nỗi bất đắc dĩ về hiện thực cộng thêm nhiều năm cô đơn chống trải, đã khiến Bành Á Linh cực kỳ hy vọng mình sẽ có một bờ vai để tựa vào, để mình khóc hoặc cười. Audio điện tử võ tấn bền Đây chính là quá khứ giữa Bành Á Linh và Đinh Hồng Diệu. Bây giờ Đinh Hồng Diệu thật sự đã bị Giang Sách ép đến mức đi vào ngõ cụt, chỉ còn lại sự lựa chọn này. Anh ta sẽ đi tìm Bành Á Linh, nhờ cô ta sử dụng mối quan hệ của nhà họ Triệu để giải quyết Giang Sách. Mặc dù trong lòng cậu cả nhà họ Triệu, địa vị của Bành Á Linh đang tràn ngập nguy cơ, mặc dù thế lực chủ yếu của nhà họ Triệu nằm ở thủ đô, nhưng dựa vào sức ảnh hưởng của nhà họ Triệu, muốn giải quyết một Giang Sách nhỏ bé ở khu Giang Nam vẫn không thành vấn đề. Chỉ cần Bành Á Linh chịu mở miệng, thế lực của nhà họ triệu ở khu Giang Nam có thể trừ khử Giang sách trong vòng vài phút. Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của bản thân Đinh Hồng Diệu. Trên xe, Đinh Tử Ngọc vô cùng nghiêm túc nhìn Đinh Hồng Diệu, không nhịn được nói anh, anh thật sự muốn đi tìm người phụ nữ kia ư. Đinh Hồng Diệu giữ im lặng. Đinh Tử Ngọc bất an nói, anh không được cưới cô ta. Đâu phải anh không biết tình cảm mà cô ta dành cho anh sâu đậm đến nhường nào, một khi anh mở miệng nói với cô ta, anh sẽ rơi vào đó không thoát ra được. Nếu anh trở thành người tình bí mật của Bành Á Linh, liệu bên cậu cả nhà họ Triệu có bỏ qua cho anh hay không? So với cậu cả nhà họ Triệu, suy cho cùng Giang Sách chỉ là nhân vật nhỏ bé không đáng được chú ý. Chúng ta không cần phải vì đối phó với Giang Sách mà đắc tội với cậu cả nhà họ Triệu. Cuối cùng em chỉ muốn nói, anh, rõ ràng anh không yêu Bành Á Linh kia, anh đừng chịu đựng uất ức ép buộc bản thân, được không? Ninh Hồng Diệu nhíu chặt mày chẳng lẽ anh ta không nghĩ tới mấy chuyện này ư ừ. không anh ta đã cân nhắc mọi chuyện rồi nhưng tình thế ép buộc anh không thể không thực hiện bước đi mạo hiểm này bây giờ giang sách đang từng bước ép sát có lẽ không bao lâu nữa anh sẽ phát động cuộc tổng tấn công đến lúc đó đinh hồng diệu sẽ phải nhận lấy kết cục rất đài thất bại thảm hại không dễ gì anh ta mới lấy được vị trí gia chủ anh ta không bao giờ cho phép mình tuột mất như vậy hơn nữa trong lòng anh ta cảm thấy không thoải mái trước giờ chưa từng có ai khiến đinh hồng diệu phải khó chịu như vậy dù là phương diện nào giang sách cũng xuất sắc hơn đinh hồng diệu điều này đã đả kích mạnh mẽ vào lòng tự tôn của anh ta anh ta căm hận giang sách chính giang sách đã khiến đinh hồng diệu cảm thấy mình chỉ là người bình thường không hề có sự mạnh mẽ và trí tuệ như vậy niềm vinh quang của người làm thiên tài như anh ta đã bị giang sách dẫm lên một cách trắng trợn do đó dù thế nào đi chăng nữa đinh hồng diệu cũng phải trừ khử giang sách ngày nào người đàn ông này còn chưa chết thì Đinh Hồng Diệu mất ngủ ngày đó, anh ta không thể cho phép một người đàn ông mạnh hơn anh ta về mọi mặt. Nếu dựa vào thủ đoạn bình thường thì không thể nào đối phó với giang sách, vì vậy anh ta chỉ có thể đổi cách khác. Anh ta sẽ lợi dụng bành á linh và thế lực của nhà họ Triệu để ép giải quyết giang sách. Đinh Hồng Diệu thở dài nói, em gái cứ yên tâm, trong lòng anh đã nắm chắc rồi. Anh sẽ xử lý cực kỳ cẩn thận về quan hệ giữa anh và Bành Á Linh. Mặc dù anh không thích cô ta, nhưng tài nguyên của cô ta thật sự quá phong phú và hấp dẫn. Chỉ cần anh, hầu hạ, tốt cho cô ta, anh có thể thông qua cô ta có được mọi thứ mà anh mong muốn, ví dụ như địa vị, tiền bạc, tôn nghiêm. Trong tay cô ta đang nắm giữ một phần thế lực của nhà họ Triệu, anh phải lợi dụng thích đáng phần thế lực này để có được chỗ đứng vững chắc ở khu giang nam, trở thành ông trùm ở nơi này. Đến lúc đó, Bành Á Linh cũng đã lớn tuổi, hoa tàn ít bướm. Cậu cả nhà họ Triệu sẽ chê bai, vứt bỏ cô ta, do đó anh cũng không cần phải lo lắng mình sẽ bị cậu cả nhà họ Triệu truy sát, đồng thời, cô ta sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa. Đến lúc đó, anh cũng sẽ vứt bỏ cô ta lần nữa. Nói tóm lại, điều anh phải làm là lấy lòng cô ta trước, lợi dụng tài nguyên của cô ta trong mấy năm gần đây để có được chỗ đứng vững chắc, rồi đợi đến khi nào cô ta hoa tàn ít bướm mất đi giá trị lợi dụng, anh sẽ vứt bỏ cô ta. Đinh Hồng Diệu vẫn tàn nhẫn như ngày nào. Nhưng Đinh Tử Ngọc nhìn anh mình, cảm thấy hơi xa lạ. Trước đây, mặc dù Đinh Hồng Diệu tàn nhẫn, nhưng cũng có lòng tự tôn vô cùng mạnh mẽ, không bao giờ cho phép mình dựa vào sức mạnh của phụ nữ để trèo lên cao, nhất định sẽ không bám váy đàn bà. Nhưng bây giờ, Đinh Hồng Diệu lại một lòng muốn bám váy đàn bà. Sự chuyển biến này chỉ vì một người đó chính là Giang Sách. Giang Sách thật sự quá khó chơi khiến người có lòng tự tôn mạnh mẽ như Đinh Hồng Diệu cũng bị ép đến mức vứt bỏ lòng tự tôn, trông thật kinh tởm. chương 847, Hy sinh. Anh, anh thật sự đã quyết định chưa? Rồi, vậy em sẽ đi cùng anh. Đinh Hồng Diệu sửng sốt, quay đầu nhìn về phía em gái Đinh Tử Ngọc, nơi đó quá nguy hiểm, em đừng đi theo, để khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đinh Tử Ngọc nói, bởi vì nơi đó nguy hiểm nên em mới đòi đi theo anh, hơn nữa em sẽ thông báo cho đường mặt chồng em, bảo anh ấy sớm chuẩn bị, một khi xảy ra chuyện gì bất chắc, dựa vào mối quan hệ của anh ấy, vẫn còn cơ hội cứu sống anh. Ninh Hồng Diệu rất cảm động. Vậy chúng ta cùng đi đến đó. Hai anh em không nói gì nữa, cùng đi đến căn biệt thự sang trọng của cậu cả nhà họ Triệu. Xe của bọn họ bị chặn lại từ xa, sau khi báo danh, nhân viên bảo vệ đi vào biệt thự để chuyển lời, mấy phút sau nhân viên bảo vệ mới quay lại. Mở cả nhà chúng tôi bảo, chỉ cho phép một mình Đinh Hồng Diệu đi vào. Đinh Hồng Diệu gật đầu, nói với Đinh Tử Ngọc, "Vậy em hãy đợi anh ở trên xe, đừng đi đâu cả." Đinh Tử Ngọc nói, "Anh, anh chú ý cẩn thận." Hai người tách ra. Dưới sự dẫn đường của nhân viên bảo vệ, Đinh Hồng Diệu đi đến cửa biệt thự, rồi mở cửa bước vào. Vừa bước vào nhà, đập vào mắt là phòng khách sang trọng, với phong cách thiết kế châu Âu, cả phòng khách rộng rãi sáng sủa, trên đỉnh đầu treo một chiếc đèn pha lê cực lớn hai bên khắc long vẽ phượng, toát lên khí phách hoàng gia. Chỉ có ông trùm lớn siêu giàu mới có thể mua và sống trong một ngôi nhà như vậy. Ngay cả Đinh Hồng Diệu cũng không đủ quyết đoán để sống trong một căn biệt thự siêu sang thế này. Anh ta đứng trong phòng khách, toàn bộ nhân viên bảo vệ, người giúp việc đều lui xuống, để lại một mình Đinh Hồng Diệu đứng trong phòng. Anh ta cứ lặng lẽ đợi như thế. Chưa bao giờ anh ta mong đợi sự xuất hiện của Bành Á Linh nhiều như lúc này. Trước đây, anh ta cực kỳ ghét bành á linh hoàn toàn không thể chịu đựng nổi cô ta ước gì cả đời này mình sẽ không còn nhìn thấy người phụ nữ này nữa nhưng phong thủy luân chuyển bây giờ anh ta cần phải dựa vào bành á linh mới có thể đánh bại giang sách đành phải chịu thôi cộp 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 một loạt tiếng bước chân truyền đến là tiếng giày cao gót lanh lảnh dẫm lên trên mặt sàn đinh hồng diệu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người mà anh ta đang mong đợi bành á linh cô ta mặc một chiếc váy dài lộ vai từ tốn bước xuống lầu giống như nàng công chúa, tay vịn cầu thang, từng bước đi về phía đinh hồng diệu. Bành Á Linh chăm sóc rất tốt. Gương mặt vô cùng bóng loáng, mịn màng, làn da không có một chút nếp nhăn, phong cách ăn mặc cũng toát lên vẻ trẻ trung, chắc chắn sẽ không nhìn ra cô ta đã ngoài 30 tuổi. Người không biết còn tưởng đây là thiếu nữ vừa tròn đôi mươi. Bước chân ngừng lại, hai người đứng đối mặt nhìn nhau. Cảm xúc trong mắt Bành Á Linh vô cùng phức tạp, vừa vui mừng Khó hiểu, vừa căm hận, u sầu. Nhiều năm như vậy, cô ta đã yêu Đinh Hồng Diệu nhiều năm như vậy. Cuối cùng hôm nay, người đàn ông này cũng chịu đến tìm cô ta. Cuối cùng anh cũng đến rồi. Anh có biết em đã sống cô đơn trong cung Quảng Hàn này bao lâu không? Em đã chống trải đến cỡ nào không? Đinh Hồng Diệu nói bằng giọng điệu rửng rưng, hôm nay tôi đến tìm cô không phải là vì tôi thích cô, mà là vì tôi có việc cần phải nhờ và cô anh ta nói rất thực tế và vô tình nhưng đinh hồng diệu cũng biết rõ tính khí của bành á linh nếu bây giờ anh ta nói gì mà có yêu hay không cũng đều quá giả dối con người của bành á linh cực kỳ cảm tính bạn càng nói dối cô ta cô ta càng không thể chịu đựng được bành á linh thích đinh hồng diệu ở một mức độ rất lớn là thích tính cách kiêu ngạo của đinh hồng diệu do đó sau khi nghe thấy lời nói tuyệt tình như vậy của đinh hồng diệu bành á linh không những không tức giận ngược lại còn nở nụ cười vui sướng quá tốt rồi. Hồng Diệu, em còn tưởng anh sẽ trở thành người vì lợi ích mà luôn miệng nói dối giống như lũ đàn ông hôi hám kia. Anh vẫn có thể duy trì tính cách và sức quyến rũ độc đáo của riêng anh thì quá tốt rồi. Em thích điểm này ở anh. Bành Á Linh đã bị Đinh Hồng Diệu tính toán đến chết. Cô ta nói tiếp, chẳng sao cả, mặc kệ anh có thích em hay không, chỉ cần anh có thể đến tìm em, em cũng rất vui rồi. Rất nhiều năm về trước em đã từng nói, chỉ cần anh mở miệng, em sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ anh nếu hôm nay anh đã mở miệng tất nhiên em sẽ không nuốt lời trong lòng đinh hồng diệu mừng như điên xem ra người phụ nữ này thật sự ngu xuẩn đến mức không thể cứu chữa yêu ư ha ha theo đinh hồng diệu thấy có thể dùng thứ giả dối này để đổi lấy lợi ích thực tế đúng là kiếm được một bộn nhưng đinh hồng diệu còn chưa kịp vui mừng được bao lâu bành á linh đã nói một điều khiến anh ta tuyệt vọng em giúp thì giúp, nhưng anh cũng phải trả giá chút thành ý. Em muốn anh làm người tình của em. Nhiều năm về trước Bành Á Linh đã từng đề cập đến điều này, năm đó, Đinh Hồng Diệu chẳng thèm nghĩ ngợi mà từ chối ngay, nhưng năm nay, dường như anh ta không thể từ chối được nữa. Đinh Hồng Diệu nghiến răng nói, được, tôi đồng ý với cô. Đây là lời nói trái lương tâm. Nhưng để đối phó giang sách, cũng như nhận được lợi ích lớn hơn, anh ta bằng lòng nói ra những lời này nhưng Đinh Hồng Diệu đã suy nghĩ đơn giản rồi. Anh ta chỉ cần nói ra là xong ư. Không đơn giản như vậy đâu. chương 848, Hy sinh 2. Bành Á Linh cười khúc khích, giang hai tay ra nói, vậy anh bắt đầu đi. Đinh Hồng Diệu sửng sốt, bắt đầu cái gì? Bắt đầu làm chuyện mà một người tình nên làm. Hả, là chuyện gì chứ? Bành Á Linh cười xấu xa, làm sao có thể nói toạc ra chuyện đó cơ chứ? em muốn anh bế em lên phòng trên tầng 2, rồi đặt xuống giường Simon, làm chuyện mà một người tình nên làm. Đinh Hồng Diệu không phải là kẻ ngốc, làm sao có thể không nghe ra hàm ý ở trong đó. Nhưng anh ta thật sự không thể làm được. Trước tiên không nói đến việc anh ta hoàn toàn không thích bành á linh, mà chỉ riêng thế lực đứng sau người phụ nữ này cũng khiến anh ta không thể chịu đựng nổi. Anh ta cũng chỉ đồng ý ngoài miệng việc làm người tình bí mật cho cô ta, chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này ai dè bành Á Linh đã không cho anh ta cơ hội để nói một đằng làm một nẻo. Nếu anh ta đã đồng ý ngoài miệng thì cơ thể càng phải thực hành, chỉ có như vậy cô ta mới giúp đỡ anh ta. Làm thế nào đây? Đinh Hồng Diệu nhìn người phụ nữ ở trước mặt, nếu bây giờ anh ta quay đầu bỏ đi thì cả đời này của anh ta coi như tiêu tan. Ngọn núi lớn giang sách sẽ đè anh ta cả đời, có lẽ mối quan hệ của nhà họ Triệu cũng không dễ dàng buông tha cho anh ta. Anh ta đã không còn sự lựa chọn nào khác đành phải liều thôi đinh hồng diệu không nói một câu tiến lên một bước bế bành á linh lên theo kiểu công chúa anh ta cứ thế bế bành á linh từng bước đi lên lầu bây giờ bành á linh như nàng công chúa được chàng hoàng tử bế lên trên mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc không nhịn được ôm cổ đinh hồng diệu hôn lên mặt anh ta cho dù bành á linh biết rõ đối phương không thích mình biết rõ đằng sau hành vi thân mật này là xu thế lợi ích nhưng điều đó không quan trọng Cuộc đời này, nếu cô ta đã không chiếm được trái tim của Đinh Hồng Diệu, thì có thể chiếm được con người anh ta cũng đủ rồi. Hai người đi lên lầu đóng cửa lại, làm chuyện mà người tình nên làm. Đêm đó, Đinh Hồng Diệu đã vứt bỏ tôn nghiêm của mình, đồng thời, cuối cùng Bành Á Linh cũng không còn cô đơn nữa. Sáng hôm sau, trong phòng khách biệt thự, Bành Á Linh đang ngồi sát vào Đinh Hồng Diệu, còn người đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh chính là Đinh Tử Ngọc đã thức trắng đêm nhìn thấy mối quan hệ thân thiết giữa anh trai và bành á linh trong lòng đinh tử ngọc biết rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì chuyện đã đến nước này có nói gì đi nữa cũng vô ích cô ta nghiến răng nghiến lợi anh trai cô ta đã hy sinh nhiều như vậy dù sao cũng phải nhận được chút báo đáp thực tế chứ bành á linh nhìn ra tâm tư của bọn họ nên hỏi thẳng hai người nói đi hai người đã gặp phải rắc rối gì tôi không dám mạnh miệng chỉ cần là chuyện ở khu giang nam thì không có chuyện gì mà bành á linh tôi không thể giải quyết chỉ là khu giang nam nhỏ bé hoàn toàn không thể so bì với thủ đô dù là gia tộc lớn nhất ở đây cũng không phải là sự tồn tại có thể tiến vào thủ đô cho dù ở đây chỉ có chút thế lực của nhà họ triệu cũng đủ khuấy động cả khu giang nam không được yên bình đinh tử ngọc cũng không khách sáo mà nói thẳng chúng tôi muốn cô giúp chúng tôi trừ khử một người ồ chỉ trừ khử một người thôi ư bành á linh hơi ngạc nhiên với sự hiểu biết của cô ta về đinh hồng diệu việc trừ khử một người dễ như trở bàn tay hoàn toàn không cần phải cầu xin đến cô ta bành á linh tò mò hỏi là ai mà có bản lĩnh như vậy ngay cả hồng diệu cũng không giải quyết được đúng rồi tử ngọc hình như chồng của cô tên là đường mạt giữ chức vụ không hề thấp ở khu vực phía đông anh ta cũng không thể làm gì được ư mặc dù cô ta không muốn thừa nhận nhưng hình như sự thật là như vậy. Mặc kệ là đường mặt hay đinh hồng diệu, đều bị giang sách xoay vòng vòng, bị sỉ nhục hết lần này đến lần khác. Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, Bành Á Linh đã hiểu rõ tình hình. Cô ta dò hỏi, ở khu Giang Nam còn có nhân vật như vậy nữa ư? Hai người nói ra thử xem, người đó là ai? Đinh Tử Ngọc nói ra hai chữ từ trong kẽ răng, giang, giang sách. Giang sách ư? Bành Á Linh cau mày, hình như cô ta đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó, hơi quen quen, nhưng lại nhất thời không thể nhớ ra. Đinh Tử Ngọc nói, anh ta là em rể của chúng tôi, chồng của Đinh Mộng Nghiên, hiện đang là giám đốc thu mua của châu báu Hằng Tinh. Bành Á Linh mừng rỡ, đúng đúng đúng, tôi nói rồi mà, tôi đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó. Trước đây anh ta còn Livestream cắt đá thô, cảnh tượng rất náo nhiệt. Hóa ra hai người muốn đối phó anh ta à? chẳng phải anh ta là thương nhân sao? Hơn nữa anh ta cũng đâu phải là ông chủ, một nhân vật nhỏ bé như vậy, hai người có thể giải quyết một cách dễ dàng mà đúng không? Đinh Hồng Diệu thở dài, không đơn giản như vậy đâu. Con người giang sách quỷ kế đa đoan, mặc kệ chúng tôi sử dụng thủ đoạn gì, đều bị anh ta nhìn thấu, thậm chí còn tự đập đá vào chân mình. Hơn nữa, lần nào giang sách cũng có thể gặp giữ hóa lành. Tôi luôn cảm thấy rất có khả năng sau lưng anh ta vẫn còn người khác, nhưng tôi không thể tra ra. Bành Á Linh mỉm cười. Được rồi, được rồi, em không muốn nghe nữa, rất nhàm chán. Mặc kệ người đứng sau lưng Giang Sách là ai thì trong mắt nhà họ Triệu tất cả đều là rác rưởi. Cô ta nhìn Đinh Hồng Diệu nói, anh muốn đối phó với Giang Sách thế nào? Dù gì anh ta cũng là em rể của anh, anh có muốn xuống nhẹ tay hay không? Không cần đâu. Đinh Hồng Diệu nghiến răng nghiến lợi nói, tôi muốn anh ta chết, chết càng thảm càng tốt tốt nhất là tôi có thể tự tay khoét thịt, móc mắt anh ta mới có thể hóa giải nỗi hận trong lòng tôi. Bành Á Linh gật đầu nói, được, nếu anh muốn làm như thế, vậy thì em sẽ thỏa mãn anh. Cô ta quay đầu lại, nói với quản gia, chú Triệu, làm phiền chú hãy sắp xếp người đi, mời, giang sách kia đến đây cho tôi, tiện thể chuẩn bị, người, giúp tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ hành quyết tại nhà. chương 849, bữa tối mang ý nghĩa khác. Sáng sớm, Giang Sách một mình đi đến khách sạn sang trọng nhất ở khu Giang Nam, đặt một phòng bao lớn tầm 20 người. Đồng thời, sắp xếp đầu bếp bắt tay vào chuẩn bị món ăn. Hôm nay anh quyết định làm một số chuyện. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Mộc Dương nhất. Alo, lão đại, anh có chuyện gì muốn căn dặn em à? Giang Sách im lặng một hồi mới trầm giọng nói, em giúp anh gọi người đứng đầu các bộ phận đến đây, lát nữa anh sẽ gửi vị trí cụ thể cho em mộc dương nhất giật mình lão đại anh đang định làm gì thế giang sách thở dài anh đã tới khu giang nam lâu như vậy nhưng chưa từng xuất hiện công khai bây giờ đã đến lúc lộ mặt để sắp xếp một số công việc rồi nghe xong mộc dương nhất liền cảm thấy không ổn anh ta đã đi theo giang sách nhiều năm như vậy nên hiểu rõ tính khí của giang sách lão đại có phải anh định không làm nữa đúng không giang sách cười ha hả vẫn là em hiểu rõ anh không phải lão đại bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào vị trí tổng phụ trách khu giang nam này vậy mà anh nói không làm là không làm nữa ư cấp trên sẽ không đồng ý đâu giang sách nói trước đây anh chỉ nói tạm thời tiếp nhận chức vụ để ổn định tình hình khu vực giang nam sau đó sẽ sang tay bây giờ khu giang nam đã được quản lý ổn thỏa rồi anh cũng muốn quay về cuộc sống bình thường sống một cuộc đời đơn giản chẳng lẽ bọn họ không thể thỏa mãn yêu cầu này của anh ư mộc dương nhất nói em cũng không quan tâm nhiều như vậy dù gì lão đại đi đâu em đi đấy em sẽ mãi mãi đi theo lão đại giang sách khẽ cười nói được rồi em mau hẹn người tới đây giúp anh đi hôm nay anh phải sắp xếp ổn thỏa mọi công việc để chuẩn bị về hưu được em sẽ liên hệ với người đứng đầu các bộ phận ngay anh đang định cúp máy thì giang sách lại bổ sung một câu lần này phải nói rõ là giang sách tổng phụ trách khu vực giang nam mời bọn họ đến dự một bữa được, em bảo đảm sẽ nói cực kỳ rõ ràng. Sau khi căn dặn mọi chuyện, Giang Sách mới cúp điện thoại. Anh dựa lưng vào ghế, nghĩ đến ngày tháng quay về khu Giang Nam, mình đã làm rất nhiều việc, bây giờ đã đến lúc buông tay giao cho người mới xử lý rồi. Đợi sau khi anh hoàn thành một số công việc cuối cùng, anh sẽ yên tâm ở nhà với vợ. Trong 5 năm đi lính, anh đã nợ đinh mộng nhiên quá nhiều, cần phải có thời gian để bù đắp. Trong lúc anh đang nghĩ ngợi, cửa phòng bao đột nhiên bị người khác mở ra. Giang sách sừng sốt, nhanh như vậy đã có người đến rồi ư. Không thể nào, anh vừa mới cúp điện thoại, cho dù Mộc Dương nhất có hiệu suất làm việc cao đến đâu, cũng không thể nào gọi người đến nhanh như vậy được. Anh ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một người đàn ông vạm vỡ đang bước vào. Không phải người đứng đầu các bộ phận, cũng không phải là nhân viên phục vụ. Giang sách cao mày hỏi, anh tìm ai? Người đàn ông vạm vỡ nhìn chằm chằm giang sách một lát, lạnh lùng hỏi anh là giang sách đúng không? Với giọng điệu và bộ dạng này, chỉ có thể là kẻ thù. Giang sách cũng lạnh lùng đáp, hôm nay tôi không có mời khách, người không liên quan mau cút ra khỏi đây. Người đàn ông vạm vỡ bật cười. Nhãi con, giọng điệu thật ngông cuồng. Bữa ăn hôm nay của anh đã bị hủy, anh mau đi theo tôi một chuyến. Sứt lời, anh ta định đi tới túm lấy cánh tay của giang sách, nhìn bộ dạng này thì biết bình thường đã quen bắt nạt người khác hoàn toàn không xem người khác là người chuẩn bị giữ chặt giang sách lôi đi nhưng rõ ràng anh ta đã lãng quên sức chiến đấu của giang sách đã lâu lắm rồi giang sách không ra tay đánh một trận nhưng không có nghĩa là anh không còn biết đánh nhau nữa người đàn ông vạm vỡ còn chưa kịp vươn tay tới giang sách đã ngồi dậy nhấc chân lên rất cao đạp thẳng vào cằm của người đàn ông vạm vỡ người đàn ông vạm vỡ bị đá trúng cả người bay thẳng ra ngoài, ngã phịch xuống sàn, đập đầu vào chân ghế. Nhất thời máu tươi chảy ra, cả người bất tỉnh. Giang sách tỉnh bơ ngồi ở đó, tay cầm tách trà, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Chẳng mấy chốc, lại có một người nữa đi vào. Lần này là một ông lão, tóc bạc trắng, mặc quần áo bình dân, vừa nhìn là biết không phải là người bình thường. Ông lão liếc nhìn người đàn ông vạm vỡ đang nằm dưới sàn, vuốt dâu nói cũng giỏi võ đấy. Giang sách liếc nhìn ông ta, hình như chúng ta không quen nhau đúng không? Đúng vậy. Vậy ông có thể đi được rồi, hôm nay tôi đã hẹn một bữa cơm, nhưng không có mời ông. Ông lão cười khẩy, tôi mặc kệ hôm nay cậu đã hẹn ai, cũng không được ăn, mà phải đi theo tôi một chuyến. Giang sách sửng sốt, ồ, ông cũng mạnh miệng đấy. Ông lão ngẩng đầu, cực kỳ khinh bỉ nói, mạnh miệng ư. Ha ha, lời nói của người nhà họ triệu có được coi là mạnh miệng hay không? nhà họ triệu ư giang sách khẽ cao mày hỏi nhà họ triệu nào còn có thể là nhà họ triệu nào nữa ông lão khinh bỉ nhìn giang sách sao thế chẳng lẽ ngay cả nhà họ triệu ở thủ đô mà cậu cũng không biết ư nhà họ triệu ở thủ đô ư ha ha giang sách không những không nổi giận mà còn cười anh không ngờ mình lại trêu chọc nhân vật ghê gớm như vậy anh hỏi nhà họ triệu ở tận thủ đô xa xôi thì liên quan gì đến khu giang nam ông lão cười gần việc này cần cậu quản à thế lực của nhà họ triệu dài khắp cả nước nên việc có chút người ở khu vực giang nam cũng chẳng có gì lạ quả thật chẳng có gì lạ với mạng lưới khổng lồ của nhà họ triệu ở thủ đô thì việc có một số người ở khu giang nam cũng chẳng có gì lạ nhưng giang sách vô cùng tò mò hỏi hình như tôi không có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ triệu đúng không tại sao người nhà họ triệu lại đột một tìm đến cửa hơn nữa còn đến với thái độ không tốt quả thật giang sách cũng nghi hoặc đang yên đang lành tại sao anh lại đắc tội với nhà họ triệu cơ chứ trong danh sách kẻ thù của anh hình như chưa từng xuất hiện nhà họ triệu ông lão nói cậu đã đắc tội với nhà họ triệu như thế nào không quan trọng mà quan trọng là cậu đã đắc tội với nhà họ triệu cậu mau đi theo tôi một chuyến nếu cậu biểu hiện tốt có lẽ tôi vẫn có thể giữ lại một cỗ thi thể những lời này thật tàn nhẫn nhưng giang sách lại khẽ cười xua tay với ông lão nếu là bình thường tôi sẽ đi nhưng hôm nay tôi thật sự không rảnh khách của tôi đều không phải là người nhàn rỗi nên tôi không thể chậm trễ nếu nhà họ triệu thật sự có lòng vậy thì hẹn trước với tôi đi tôi sẽ sắp xếp lịch trình đợi khi nào thích hợp sẽ đi qua đó nghe đến đây ông lão tức đến mức thở phì phò bình thường người khác nghe thấy ba từ nhà họ triệu đã sợ chết khiếp răm rắp đi theo nhưng dường như gian sách hoàn toàn không để nhà họ triệu vào mắt thật vô lý ông lão giận dữ nhãi con cậu thật sự cho rằng tôi tới đây để mời cậu à rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt người đâu mau chói thằng này lại đưa đến biệt thự nhà họ triệu nhất thời bảy tám tên côn đồ xông vào nhìn thế trận đã chuẩn bị ra tay đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng còi cảnh sát ông lão cau mày tại sao cảnh sát lại đến đây Nhất thời, ông ta cười khẩy nói với Giang Sách, nhóc con, cậu tưởng báo cảnh sát thì có thể thoát khỏi kiếp nạn à? Tôi nói cho cậu biết, cho dù cảnh sát đến, chúng tôi cũng có thể dẫn cậu đi trước mặt cảnh sát. Giang Sách tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ tôi không tin. chương 850, bắt người không thành lại bị bắt. Sự tự tin tột độ của Giang Sách khiến ông cụ kinh ngạc. Tự hỏi người trước mặt này có thực sự không biết sự lợi hại của nhà họ triệu hay là giả vờ không biết ông cụ vuốt dâu, đúng là có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết sự lợi hại của nhà họ Triệu. Đang nói chuyện, một người đàn ông bước vào phòng riêng. Đó là lãnh đạo đội hình sự tạ mạnh trí. Anh ta nhìn thoáng qua ông cụ, trong lòng lẩm bẩm tại sao tổng phụ trách còn mời người nhà họ Triệu tới. Muốn làm gì vậy? Tạ mạnh trí, người không rõ chân tướng, đến cung kính nói với ông cụ, ông cụ Triệu. Cơn gió nào đã đưa ông đến đây thế? ông già nhìn lại, nhận ra anh ta. Yo, tôi tưởng là một vài cảnh sát nhỏ đến thôi chứ, không ngờ là tiểu tả cậu đến luôn à. Tiểu tả, cậu thật sự rất nghiêm túc chăm chỉ, chút chuyện nhỏ cũng phải tự mình làm. Tạ mạnh trí lẩm bẩm trong lòng, bữa ăn mà người tổng phụ trách tự mình yêu cầu tham dự thì sao là việc nhỏ chứ? Ông già này đúng là không biết nói chuyện. Còn chưa kịp định thần lại, ông cụ lại tiếp tục nói, tiểu tạ à, hôm nay mợ chủ nhà họ triệu đích thân giám sát xử lý chuyện này, không liên quan gì đến cảnh sát các cậu, cậu nên dẫn người rời đi đi. Trong tình huống bình thường, ông cụ vừa nói câu này, tạ mạnh trí không đi cũng phải đi. Mặc dù ông cụ không có bất kỳ chức vụ chính thức nào, nhưng người ta là quản gia của mợ chủ nhà họ Triệu và là người đại diện cho thế lực của nhà họ Triệu ở khu Giang Nam. Một đội trưởng đội hình sự nho nhỏ như anh ta sao có thể không nể mặt người ta. Nhưng hôm nay, tạ mạnh trí cao mày, dựa trên kinh nghiệm phá án nhiều năm của anh ta, những gì ông cụ nói có thể không giống như những gì anh ta nghĩ. Vì vậy anh ta thăm dò hỏi, "Ông cụ Triệu, hôm nay ông tới đây làm gì?" Ông cụ lạnh lùng nói, "Theo mệnh lệnh của mợ chủ, lại đây bắt người trở về." "Ồ, bắt ai?" "Chính là cậu ta." Ông cụ chỉ vào bên trong phòng bao, Tạ Mạnh Chí tiến lên một bước, thăm dò bên trong, liếc nhìn thấy gian sách đang ngồi đó uống trà. Ngay lập tức, Tạ Mạnh Chí chết lặng đó không phải là tổng phụ trách sao ông cụ triệu điên rồi dám nói bắt tổng phụ trách ai đã cho ông ta dũng khí và cái quyền đó cho dù là người nhà họ triệu cũng không lớn gan như vậy đừng nói là quản gia nhỏ của nhà họ triệu ở khu giang nam cho dù là gia chủ nhà họ triệu tới cũng không dám nói chuyện với giang sách như vậy đó chính là người tổng phụ trách khu giang nam chiến thần tu la ở biên giới phía tây Nhà họ Triệu ông có gia sản lớn nhưng trước mặt người ta còn chẳng đủ nhìn nữa kia. Tạ Mạnh Chí xấu hổ ho khan một tiếng, xác nhận nói, "Ông Cụ Triệu, ông xác định muốn bắt người này đi à?" Ông cụ mỉm cười, "Đương nhiên." "Vậy ông cụ Triệu, ông có biết anh ấy là ai không?" "Ha ha, nhà họ Triệu muốn bắt ai đi còn cần biết thân phận của cậu ta sao? Chẳng lẽ biết thân phận của cậu ta thì nhà họ Triệu không thể động thủ sao?" Ở trong mắt ông cụ toàn bộ khu giang nam không có ai mà nhà họ triệu không thể động vào. tạ mạnh chí gật đầu, anh ta đã sớm ám chỉ với ông ta, nhưng ông già này quá ngang ngược, tự mình tìm cáo chết, vậy người khác cũng không thể làm gì được. lúc này ông cụ nói với tạm mạnh chí tiểu tạ à, vừa rồi tôi nói với thằng nhóc đó là muốn đưa cậu ta đi trước mặt cảnh sát, kết quả cậu ta nói không tin. ha ha, tiểu tạ, cậu cảm thấy tôi có thể mang thằng nhóc này đi trước mặt cảnh sát không? Bề ngoài, ông cụ đang cố gắng giữ thể diện cho mình, nhưng thực chất ông ta đang coi thường cảnh sát. Dựa vào thế lực của nhà họ Triệu, mấy năm nay đã làm sằng làm bậy không ít ở khu Giang Nam, cho tới nay tạ mạnh trí luôn nuốt hận không dám đối đầu với người ta. Vì vậy, ông già đó đã quen bắt nạt tạ mạnh trí. Hôm nay ông ta muốn bắt nạt tạ mạnh trí trước mặt Giang Sách, để Giang Sách biết thực lực của ông ta, đùa bỡn anh một phen. Nếu là bình thường, tạ mạnh trí sẽ nhịn, nhưng hôm nay thì khác tạ mạnh trí cười khẽ chỉ vào bên trong nói người bên trong nói không tin à ông cụ gật đầu đúng vậy người này là ếch ngồi đáy giếng không biết nhà họ chịu chúng tôi lợi hại cỡ nào tiểu tạ cậu để cậu ta xem ông cụ còn chưa nói xong tạ mạnh trí đã giơ tay ra hiệu ông ta đừng nói nữa lập tức tạ mạnh trí thu hồi nụ cười làm ra vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm nói lão triệu ông cũng không còn trẻ sao còn ngu si như vậy hả hả ông cụ lập tức trợn tròn mắt nói gì thế tạ mạnh trí điên rồi sao dám nói chuyện với mình với thái độ này ư ừ. tạ mạnh trí lão triệu tạ mạnh trí giận dữ hết cảnh sát chúng tôi là cảnh sát nhân dân bảo vệ lợi ích của nhân dân không phải lợi ích của nhà họ triệu các ông hôm nay các ông không có lý do gì bắt vị bên trong đi nếu đã như vậy cảnh sát chúng tôi sẽ không ngồi yên dừng một chút anh ta tiếp tục nói, nói cho ông biết, nếu như ông dám sằng bậy, tôi nhất định để cho ông trả giá bằng máu. Đủ tàn nhẫn, đủ dứt khoát, ông cụ ngơ ngác nhìn tạ mạnh trí, nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy tạ mạnh trí ăn nói như thế. Điên hả, giỏi cho tạ mạnh trí cậu, cậu dám nói chuyện như vậy với người nhà họ triệu ư. Người đâu, ông ta vung tay lên, hơn 10 tên thuộc hạ của ông ta xông vào, tạ mạnh trí cũng rất nghiêm túc ông định tấn công cảnh sát ư trong lúc nói chuyện anh ta đã đưa tay rút súng ra dí vào chán ông cụ cùng lúc đó một đám cảnh sát xông vào tất cả đều rút súng chuẩn bị nổ súng tạ mạnh trí lạnh lùng nói mọi người nghe lệnh đây đều là những phần tử tà ác chỉ cần phát hiện bọn chúng có gì không thích hợp bắn chết ngay lập tức vâng trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ nhà hàng đều im lặng các thực khách đều sợ hãi cuộn tròn trong góc. Những người được ông cụ mang đến cũng sợ tới mức đánh rơi vũ khí trong tay. Đây là lần đầu tiên người nhà họ Triệu bị xì hơi. Ông cụ không bao giờ tưởng tượng rằng một đội trưởng đội hình sự nhỏ bé sẽ dám chĩa súng vào chán và đe dọa ông ta. Hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch sao. Tạ mạnh trí nhìn chằm chằm vào ông cụ vài giây, sau đó ra lệnh bắt tất cả những người này và đưa đến đồn cảnh sát. Ông cụ vô cùng tức giận, tên họ tả kia, cậu có biết mình đang làm gì không? Dám bắt người nhà họ triệu sao? Ha ha, tại sao không thể bắt người nhà họ triệu? Chỉ cần phạm pháp thì đội trưởng đội hình sự tôi nhất định phải bắt. Nói xong, tạ mạnh trí tháo còng tay ra. Ông cụ lập tức hoảng sợ, cậu muốn làm gì? Làm gì, lão triệu, ông là thủ lĩnh của băng đảng này, đám đàn em đã bị bắt, ông làm thủ lĩnh còn muốn chạy trốn sao? Nói xong, tạ mạnh trí chuẩn bị còng tay ông cụ. Ông cụ không bao giờ ngờ rằng mình được lệnh tới bắt Giang Sách, kết quả lại bị tạ mạnh trí, không biết tốt xấu, bắt đi. Đúng là tà đạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khết chương 835.